Phụ huynh thành phố Hồ Chí Minh lo lắng khi biết con tiêm vaccine COVID-19 đã hết hạn. Tại sao Trung Quốc kiểm soát chặt việc xuất ngoại nhưng lại nới lỏng chính sách nhập cảnh về nước? Bệnh đậu mùa khỉ trỗi dậy ở châu Âu Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị Kính chúc quý vị có một ngày mới sức khỏe và bình an. Và sau đây, kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết của bản tin sức khỏe cập nhật sáng ngày 21 tháng 5 của DKN TV. Mở đầu chương trình là một số thông tin liên quan đến tình hình tại Việt Nam. Một số phụ huynh ở thành phố Hồ Chí Minh rất lo lắng khi biết con tiêm vắc xin COVID-19 đã hết hạn. Tuy nhiên theo Bộ Y tế, với vắc hết hạn trên nhãn nhưng được cập nhật hạn dùng sẽ không thay đổi chất lượng. Bộ Y tế khẳng định vắc vẫn an toàn, hiệu quả. Vào sáng ngày hôm qua 20 tháng 5, bà NHN ngụ ở phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đưa con học lớp 6 đến điểm tiêm chủng trường trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình để tiêm mũi 2 vaccine COVID-19. Bà N cho hay, sau khi con tiêm xong, bà có hỏi nhân viên y tế về thời hạn sử dụng của loại vaccine đang tiêm và được phản hồi lô vaccine đã hết hạn. Tuy nhiên đã được Bộ Y tế Việt Nam gia hạn thêm. Dù vậy, bà N vẫn cảm thấy rất lo lắng về chất lượng cũng như độ an toàn của vaccine. Xác minh vấn đề này, báo Tuổi trẻ online đã trao đổi với bà Nguyễn Thanh Trang, giám đốc Trung tâm Y tế quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Bà Trang cho biết, lô vaccine đang được tiêm cho nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, có ghi thời hạn sử dụng đến ngày 17 tháng 5 năm 2022. Tuy nhiên, đã được Bộ Y tế Việt Nam gia hạn sử dụng kéo dài thêm 2 tháng, tức là đến ngày 17 tháng 7. Bà Trang chia sẻ, theo quy định về chuyên môn thì lô vaccine đã được gia hạn. Đúng hướng dẫn của Bộ Y tế Việt Nam, được bảo quản theo đúng quy định và bảo đảm về mặt chất lượng, an toàn. Vắc-xin COVID-19 là loại vaccine mới, hạn dùng ban đầu được cấp ngắn. Sau này các cơ quan chuyên môn theo dõi đánh giá và đều đã cho phép gia hạn. Tiếp theo chương trình là một diễn biến liên quan đến Trung Quốc. Tại sao Trung Quốc kiểm soát chặt việc xuất ngoại nhưng lại nối lỏng chính sách nhập cảnh về nước? Kính thưa quý vị, cách đây vài ngày, chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh sẽ hạn chế nghiêm ngặt trường hợp xuất cảnh không cần thiết tuyên bố rằng đó là vì để phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, đại sứ quán Trung Quốc ở rất nhiều quốc gia trên thế giới đã nới lỏng chính sách nhập cảnh, làm cư dân mạng dấy lên nghi ngờ có dụng ý xấu. Kinh tế Trung Quốc đang lao dốc, trong khi các lệnh phong tỏa trong thời gian dài của chính quyền Trung Quốc đã khiến rất nhiều công dân và nhà đầu tư tuyệt vọng phải tháo chạy. Việc chính quyền Trung Quốc đồng thời nới lỏng các quy định trở về Trung Quốc vào thời điểm hiện tại đã khiến rất nhiều người dùng Twitter suy đoán rằng đó là vì rau hẹ của Trung Quốc không đủ để cắt. Đồng thời cũng cảnh báo những người Trung Quốc có kế hoạch về nước, hãy suy nghĩ lại. Có một câu cửa miệng của cư dân mạng Trung Quốc gọi là cắt rau hẹ. Rau hẹ ở đây là chỉ người dân thường Trung Quốc, chính phủ Trung Quốc là người cắt. Câu nói này đã hình tượng hóa việc rau hẹ trồng trên đất, khi màu cao thì sẽ bị cắt, qua một thời gian nó lại mọc lên, cao rồi lại cắt. Ám chỉ chính quyền Trung Quốc áp bức người dân. Vài ngày trước, trên mạng xã hội đã xôn xao thông tin hải quan khắp Trung Quốc ngang nhiên tiêu hủy hộ chiếu và thậm chí là cả thẻ xanh nước ngoài của công dân Trung Quốc. Đồng thời, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Trung Quốc cũng ra lệnh rõ ràng hạn chế nghiêm ngặt việc xuất cảnh không cần thiết của công dân Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố rằng các hạn chế xuất cảnh là cần thiết để phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, các nhà chức trách đã nới lỏng các quy định về việc quay trở lại Trung Quốc. Đồng thời, điều này dường như đi ngược lại với yêu cầu phòng chống dịch bệnh. Các nhà phân tích đều cho rằng, việc chính phủ Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ xuất cảnh là để bế quan tỏa cảng và ngăn chặn dòng vốn chảy ra nước ngoài. Tiếp tục chương trình với một tin tức quốc tế đáng chú ý. Bệnh đậu mùa khỉ trỗi dậy ở châu Âu Kính thưa quý vị, bệnh đậu mùa khỉ xuất hiện ở rất nhiều quốc gia châu Âu. Các chuyên gia lo ngại vẫn chưa có vaccine đậu mùa khỉ, song giới chức y tế đang cân nhắc việc sử dụng vaccine đậu mùa. Sau khi Vương quốc Anh thông báo về 7 người mắc đậu mùa khỉ vào hôm 17 tháng 5, các ca nhiễm lần lượt xuất hiện ở nhiều nước như Bồ Đào Nha 5 ca, Tây Ban Nha 23 trường hợp nghi nhiễm. Mỹ ngày 18 tháng 5 đã ghi nhận ca đậu mùa khỉ đầu tiên. Bệnh nhân là một người đàn ông sống ở Massachusetts, từng di chuyển đến Canada bằng xe riêng. Người này đã lây bệnh từ một bệnh nhân ở châu Âu. Ngày 19 tháng 5, theo hãng tin Reuters, Bộ Y tế Pháp cho biết họ cũng đã phát hiện ca nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên của nước này tại vùng paris île de france trong bối cảnh có dấu hiệu loại virus này đang lây lan khắp thế giới. Trước đó trong ngày, Ý cũng thông báo ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại bệnh viện Spallanzani ở thủ đô Roma. Ca bệnh này đến Ý sau một thời gian lưu trú tại quần đảo Canary. Bệnh viện Spallanzani nói thêm rằng có hai ca nghi nhiễm vẫn chưa được xác định. Trong khi đó, Bộ Đào Nha đã công bố thêm 9 ca mắc mới, nâng tổng số ca đậu mùa khỉ ở nước này lên con số 14 ca. Các đợt bùng phát gây lo ngại cho chuyên gia và giới chức y tế vì trước đó, mầm bệnh chủ yếu xuất hiện tại khu vực phía tây và trung tâm của châu Phi, ít khi lây lan rộng rãi. Đậu mùa khỉ gây phát ban mẩn đỏ và ngứa ngáy khắp người. Các triệu chứng thường nhẹ, có thể điều trị. Có hai chủng đậu mùa khỉ phổ biến, đầu tiên là chủng Congo, biểu hiện nặng hơn với tỷ lệ tử vong là 10%. Chủng thứ hai tập trung ở Tây Phi, ít nghiêm trọng hơn, thường gây tử vong cho 1% người mắc bệnh. Hiện các bệnh nhân ở Anh mắc chủng đậu mùa Tây Phi. Từ trước đến nay, các đợt bùng phát đậu mùa khỉ khá hiếm, chỉ xảy ra khoảng 8 lần trong quá khứ. Jimmy Whitworth, giáo sư y tế công cộng quốc tế tại Trường Vệ sinh và Y học nhiệt đới London, Vương quốc Anh, cho biết. Đợt dịch ở Anh đang khiến giới chuyên gia ngạc nhiên bởi vì các ca nhiễm không có bất cứ liên hệ nào với nhau. Chỉ trường hợp đầu tiên phát hiện vào ngày 6 tháng 5 từng di chuyển đến khu vực virus còn lưu hành là Nigeria. Một số nhà khoa học đã cảnh báo các ca nhiễm có thể chỉ là phần nổi của tàng băng bởi vì một số bệnh nhân vẫn chưa được báo cáo. Cơ quan an ninh y tế Anh cũng cho biết ca nhiễm gần đây chủ yếu là người đồng tính nam hoặc song tính. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết các nhà khoa học sẽ giải trình tự gen để xem virus có liên quan đến nhau hay không. Kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin sức khỏe cập nhật sáng ngày 21 tháng 5 của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.